phi công Trần Ngọc Duy được cấp bằng tổ quốc ghi công. Thiếu tá Trần Ngọc Duy phi công hy sinh khi bay huấn luyện Su-22 tại sân bay Yên Bái cuối tháng 1 được Thủ tướng cấp bằng tổ quốc ghi công. Quyết định do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay Thủ tướng ngày 21 tháng 2 theo đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đạt nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu và công tác, Trần Ngọc Duy được thăng quân hàm trước niên hạn từ Thượng úy lên Đại úy năm 2021.